Số tử vong vì trận động đất ngày 24 tháng 8 tại miền Trung nước Ý đã lên tới 290 người và rất nhiều người bị thương. Trong lúc các toán cấp cứu vẫn tiếp tục đào bới các đống gạch vụn hy vọng tìm được người còn sống sót, chính phủ Ý lo ngại rằng số tử vong sẽ còn cao hơn nữa. Ngoài thiệt hại nhân mạng và vật chất, hàng trăm di sản văn hóa nổi tiếng trong vùng cũng bị tàn phá. Theo tin của đài phát thanh RFI, có đến 293 di sản văn hóa của Ý bị hư hại hoặc sụp đổ trong trận động đất. Điển hình là tại Amatrice, được mệnh danh là thành phố 100 nhà thờ. Động đất đã phá hủy nhiều báu vật thế kỷ thứ 13 và 15 của Amatrice. Trong thành phố này, năm 2015 được chọn là một trong những các nơi đẹp nhất của nước Ý hiện diện từ thời Trung Cổ với đền đài công trình thời La Mã, thời Bắc Rocco, rồi đến thời Phục Hưng. Có rất nhiều nhà thờ rất cổ xưa trong vùng, giờ đây đã biến mất. Đài Arabai trích lời của bà Anna Bariam, một cư dân tại Amatris nói rằng không còn gì hết, chỉ còn kỷ niệm thôi và chỉ còn đồi núi. Nhưng rất may mắn là ông trời đã không lấy đi đồi núi của Amatris.